Đây là chiếc giày bên phải mình đã móc trước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc giày bên trái như thế này. Giày cách móc thì như nhau, chỉ có khác điều là khi mà các bạn móc cái quai này thôi. Các bạn sẽ móc cho mình 17 mũi trượt. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mũi. Sau đó các bạn móc cho mình 13 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ở đây các bạn có thể móc 13 hoặc 15 mũi tùy theo các bạn. Các bạn đếm và mình móc mũi đơn vào chân thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn hãy chạy hết hàng này cho mình bằng mũi đơn. Tiếp tục các bạn hãy móc cho mình 6 mũi trượt. Móc lên một mũi sau đó các bạn cắt. Ở đây các bạn sẽ khâu cúc vào đây. Các bạn sẽ khâu cúc vào đây, sau đó mình sẽ đóng vào như thế này. Tùy nền khác nhau mà cái dáng của giày cũng sẽ khác nhau. Các bạn có thể trang trí vào cái phần trên này. Chúc các bạn thành công.